Dạ vâng, Trần Đăng xin kính chào quý khán giả đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay Trần Đăng xin một lần nữa được đến quý khán giả trong chương trình tin tức Việt Nam trong tuần với chị Phạm Thanh Nghiên từ thành phố Houston, Texas. Xin chào chị Phạm Thanh Nghiên ạ. Dạ vâng, xin chào anh Tường Thắng và chào khán thính giả SBTN. Dạ vâng, trước khi vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay cũng xin hỏi chị Phạm Thanh Nghiên là tình hình mưa bão gió lụt ở bên thành phố Houston trong những thời gian vừa qua có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chị và những người xung quanh không? Dạ vâng, cảm ơn anh Tường Thắng đã quan tâm và hỏi thăm. Thì ở quanh cái khu vực mà gia đình tôi ở thì không có ảnh hưởng gì nặng nề cả. Nhưng mà những cái vùng khác ấy thì tôi những cái thông tin rất là ít ỏi thôi tôi nhận được thì có những cái thiệt hại. Mà thì mình thấy rằng là qua cái cơn bão vừa rồi thì có thể là mình là một trong người may mắn. Nhưng mà cái may mắn của mình thì không có nghĩa là mình cứ vui, bởi vì bên cạnh đó còn có những người mà phải chịu những cái hậu quả khá là nặng nề. Dạ. Dạ vâng. Thế thì có bị mất điện không trong khu của Phạm của Nghiên đang ở? Dạ, rất là may là không ạ, nó chỉ mất bị cúp điện đâu khoảng độ vài phút là lại bắt đầu có. Thì mạng internet thì có thể hơi yếu thôi, nhưng mà hầu như là cái khu vực gia đình nhà tôi ở thì không có bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà một số người bạn anh chị em quen biết thì họ nói rằng là họ nhà bị cúp điện rồi cây đổ trước nhà, có người bị đổ cây vào cái xe hơi mà đậu bên ngoài đó rồi Dạ hỏng vâng. hóc này kia. Dạ. Dạ vâng. Vâng, bây giờ mình trở lại cái câu chuyện chính của ngày hôm nay đó, thưa chị Phạm Thanh Nghiên, thì chúng ta cũng biết là trong cái thời gian vừa qua chúng ta có cái tin là một nhân vật, một người tù nhân lương tâm trước đây đã từng bị tù, đó là anh Dũng. Mà anh Dũng này có cái biệt danh là Dũng Adoku, là một người mà thường hay mặc cái áo No You đó, ở trong No You và đi đá banh, đi đánh đá banh trong trường hợp này. Thì anh đã bị câu lưu và bị công an thẩm vấn trong gần một ngày một đêm, mà sau đó thì anh về nhà được vài ngày thì bỗng dưng anh mất tích, và sau đó thì người ta tìm thấy thi thể của anh ở bờ sông. Thì chị có thể cập nhật tin tức liên quan đến cái vụ anh Dũng Adoku không? Tại vì lúc mà anh mất tích đó, thì người cho rằng anh có thể đang trên đường được qua bên Thái Lan. Thì chị nghĩ thế nào, thì chị Phạm Thái Nghiêm? Dạ, anh Dũng là cô tên thật là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1977, và Dũng là một trong những người bạn của tôi. Ngoài cái những gì mà chúng ta biết ấy, thì là anh Dũng cũng đã từng đi tù một cái án tù mà tất cả những cái bạn bè, trong đó có tôi nữa, những cái người mà từng lên tiếng cho các cái vấn đề toàn vẹn lãnh thổ hay là tham gia vào các cái hoạt động cổ súy cho nhân quyền ở trong nước thì đều biết rằng đó là một cái vụ án được có rất là nhiều những cái lý do để nghĩ rằng đây là một cái vụ án do công an dàn dựng. Anh tù à thì anh Dũng có đi tù 3 năm, bị kết án 3 năm tù, là từ anh bị bắt từ tháng 8 năm 2013, và sau đó thì đến năm 2000 sau 3 năm tù ấy, thì là 2016 thì Dũng ra tù. Thì sau đó thì theo tôi được biết thì anh ấy có thông báo rằng là anh chấm dứt những cái hoạt động này kia để lo cho gia đình này khác. Nhưng mà sau này thì anh em thì đều biết rằng là Dũng vẫn có những cái hoạt động, vì trong cái hoàn cảnh mà bị bách hại như ở trong nước ấy, thì nhiều anh chị em đã phải thay đổi và điều chỉnh các cách hoạt động của mình, gần như là hạn chế hoặc là im lặng khi mà phát biểu trên mạng xã hội, trên truyền thông, hay là trả lời phỏng vấn. Nhưng mà những cái gì mà thuộc về cái lý tưởng, về tấm lòng của con người ta thì rất là khó có thể mà từ bỏ, không dễ dàng thì từ bỏ. Thì Dũng là một trong những người như vậy. Thì vừa rồi thì anh Tường Thắng có hỏi là anh Dũng bị làm việc trong một ngày một đêm, nhưng không phải. Thực ra thì Dũng đã bị câu lưu, bị công an bắt cóc cùng với khi mà đang ngồi cùng với một vài người bạn. Sau đó thì Dũng đã bị thẩm vấn liên tục trong 4 ngày. Khi mà được thả ra thì anh ấy ở nhà một ngày, và đến một ngày sau đó nữa thì là Dũng được cho là mất tích, không ai liên lạc được, và cho đến ít hôm sau thì xác của anh ấy được tìm thấy bên bờ sông Hồng. Và cái thông tin mà anh ấy qua đời thì được lan truyền vào ngày 8 tháng 5 2024, thì đó là một cái sự việc rất là đau lòng và có nhiều các cái cơ sở để mà cho thấy rằng đây là một cái chết rất là nhiều uẩn khúc, bất thường. Và cho dù như quan điểm của tôi cũng như của nhiều người ấy, với những gì, những thông tin mà nhận được thì thấy rằng là có thể là phía Công an Cộng sản Việt Nam
có bằng chứng chính thức để quy kết họ cái tội giết người hay không thì cái này rất là khó, nhưng có những cái dữ kiện để có thể khẳng định rằng là họ không đứng ngoài cái chết của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Dũng. Nhưng mà theo chị Phạm Thiên Nghiên thì cái việc mà ra đi của anh Dũng Adiku này đó là vì chính ảnh bị áp lực, không chịu nổi cái áp lực mà phía bên công an đã tạo ra cho ảnh trong thời gian ở tù và cũng như trong 4 ngày bị câu lưu, trong trường hợp ảnh bị tra tấn như vậy đó, thì ảnh tự kết liễu cuộc sống, cuộc đời của ảnh, hay là có một cái uẩn khúc đằng sau mà mình có thể nghĩ rằng là phía bên công an Cộng sản Việt Nam là có dính dáng vào trong cái việc ra đi của ảnh không? Dạ, tất nhiên là dính dáng thì dính dáng nhiều, và đó đấy đấy là cái hậu quả mà dẫn đến cái bi kịch mà chúng ta đã thấy. Thì như tôi vừa mới nói, không có bằng chứng một cách trực tiếp ấy, bởi vì như là chúng ta thấy rồi thì thế lực tà ác ở đây là cụ thể là cộng sản, họ có một cái lịch sử đàn áp, một cái lịch sử khủng bố rất nhiều năm rồi, chục năm rồi, thành ra đâu có dễ gì mà để mà họ để lại những cái dấu vết. Nhưng mà qua cái sự việc này thì rõ ràng là có rất là nhiều câu hỏi để mà đặt ra, tại sao anh Dũng mất tích và chết sau những ngày bị công an thẩm vấn đó. Đấy là một cái câu hỏi rất là lớn, và tôi nghĩ rằng là người chịu trách nhiệm chính trong cái chuyện này chính là an ninh cộng sản Việt Nam. Trước đó chưa kể những cái áp lực trước đó, và kể cả những cái áp lực sau này khi anh Dũng đã qua đời bây giờ chẳng hạn đó. Thì tôi không biết một cách cụ thể là họ đã làm những cái gì, nhưng mà có một cái điều chắc chắn là rằng là tôi cũng là cái người thường xuyên giữ liên lạc với Văn Dũng, và nhiều bạn bè thì đều thấy rằng, và có mối quan hệ quen biết với bạn với anh ấy nhiều năm, thì thấy rằng Dũng là một người rất là lạc quan yêu đời, một người rất là mạnh mẽ nữa, bởi vì là Dũng đã trải qua rất là nhiều những cái khó khăn, những cái sóng gió, thậm chí những cái biến cố trong cuộc đời mà Dũng đã vượt qua một cách rất là bình thản. Thì đấy, nếu như đó không phải là một người mạnh mẽ, không phải là một người lạc quan, thì không thể nào vượt qua được những cái chuyện như vậy. Nhưng mà Dũng đã vượt qua những cái chuyện như thế, và ngay cả trong những cái ngày cuối đời ấy, khi mà Dũng bị đi làm việc với công an, thì tôi cũng có đã gọi cho tôi một trong những cuộc gọi cuối cùng, thì Dũng vẫn kể về những cái ước mơ, những cái hoài bão, hay là và hai anh em còn giỡn, còn nói chuyện cười với nhau, thì không thể có một cái dấu hiệu. Bởi vì tôi nói thật là tôi cũng là một cái nạn nhân, một cái phải nói là bệnh nhân trầm cảm, thành ra tôi khá là hiểu những cái người mà nếu như họ có những cái diễn biến tâm lý giống như mình, thì tôi dù không được học hành gì, nhưng mà vì mình đã trải qua rồi và mình tiếp xúc nhiều với những người giống như mình, cho nên là tôi sẽ phát hiện được ngay. Thì tôi không thấy Dũng có bất cứ một cái biểu hiện gì của cái việc mà chán nản mà để dẫn đến một cái kết cục như vậy cả. Thế thì, và một cái điều nữa anh vừa mới hỏi là chúng ta có thể thấy rằng là Cộng sản Việt Nam ấy, thì đặc biệt là công an, tức là công an thì là cái công cụ để bảo vệ chế độ, cho nên là họ rất rất giỏi trong cái vấn đề mà tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, tức là biết cách giết người một cách hoàn hảo nhất, là giết người ta cả về thể lý lẫn về 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 tinh thần tâm linh đó. Thì tôi nghĩ rằng là đến bây giờ chỉ có Dũng là cái người, hoặc là mẹ của anh ấy, là và kẻ thủ phạm chính thức mới biết là những cái diễn biến xảy ra trong những cái ngày Dũng bị đi làm việc với công an. Nhưng mà Dũng thì đã mang cái bí mật đấy xuống mồ. Còn mẹ Dũng thì tôi rất là buồn, tôi phải nói một cái điều mà mình phải nói ở đây, tức là mẹ anh ấy là một đảng viên cộng sản, còn là một bí thư ở cấp thôn xã gì đó, và là một cái người mà có thể nói rằng là tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng sản, nếu như không muốn nói là sùng. Thì bà không, và một người như thế thì đương nhiên là không có ủng hộ những cái việc của Dũng làm, mặc dù tôi biết rằng là mẹ nào thì cũng thương con cả. Đấy, nhưng mà cho dù những cái diễn biến mà xảy ra mấy cái ngày đó thì bà có biết thì bà cũng sẽ không có chia sẻ. Và nhưng mà có một cái điều mình có thể nghĩ là đoán ra là Dũng đã trải qua những cái ngày rất là khủng khiếp khi mà phải trả lời thẩm vấn và đối mặt với công an. Còn anh ấy có bị đánh đập về mặt thể lý, về bị tra tấn không, không biết. Nhưng chắc chắn là về mặt tinh thần là những cái điều vô cùng kinh khủng, và dẫn đến cái việc mà người ta nghĩ đến một cái kết cục là cái chết, để có thể là để mà bảo vệ cho gia đình, bảo vệ cho bạn bè, cho người thân và những cái người mà anh nghĩ rằng là anh ấy cần phải bảo vệ, và có thể nghĩ rằng là cái chết thì mới 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 đem lại cái sự an toàn hay sự bảo vệ cho những cái người mà anh yêu quý. Thì tôi nghĩ rằng là đó là những cái ngày phải phải nói là vô cùng kinh khủng, bởi vì tôi cũng đã từng ở tù và tôi cũng nghe rất nhiều câu chuyện tù của những người khác khi mà họ
kể về những cái đòn thù, những cái đòn tra tấn của an ninh cộng sản Việt Nam. Ngay sau khi anh ra tù, cái trong cái thời gian mà anh bị giam cầm 3 năm, rồi sau đó sau 4 ngày bị coi như là khảo cung, tra khảo và bắt cóc, anh về một ngày rồi sau đó anh ra đi. Câu hỏi đặt ra là ngay cả sau khi cái lần mà thứ nhì đó, anh sau 4 ngày bị bắt và bị tra tấn như vậy đó, chị Phạm Đăng Nghiên có thấy những cái biểu hiện gì của ảnh là muốn tị nạn, chạy qua Thái Lan để tị nạn hay không? Thực ra thì tôi cũng không muốn chia sẻ nhiều về cái việc này, nhưng mà bởi vì là đây chúng ta không phải là nói chuyện qua những cái câu chuyện mà riêng tư để chúng ta có thể, bởi vì bản thân những cái câu câu công cuộc tranh đấu, cái công việc đang tranh đấu này này là những cái điều rất là nhạy cảm và có những thứ không thể nào mà tiết lộ ra trước công luận. Thì tôi chỉ muốn chia sẻ một điều rằng là tôi là một trong những người bạn cuối cùng của anh Dũng và là một trong rất ít những người được anh ấy chia sẻ những cái mong muốn của anh ấy, và tôi biết những cái việc cuối đời của anh ấy. Thành ra là Dũng cũng có nói với tôi về cái mong muốn như vậy, bởi vì anh ấy nghĩ rằng là anh ấy cần phải có cái sự an toàn để trước nhất là để lo cho một đứa con trai, tức là Dũng có một đứa con trai duy nhất, năm nay cháu 6 tuổi, và tôi thấy đây là một trong người cha mà có thể nói là rất là đắm đuối vì con. Trên Facebook dành hẳn một cái trang Facebook để chỉ post ảnh của con thôi, chỉ đăng ảnh của con, đăng hình của con và rất là yêu con. Và đó là một lý do đầu tiên, và lý do thứ hai là để tiếp tục cái con đường tranh đấu theo đuổi cái hoài bão của Dũng. Thì tôi là một trong những cái người như vậy. Nhưng mà cũng là nói thêm về cái câu hỏi, mặc dù tôi không trả lời trực tiếp nhưng mà tôi nghĩ rằng là những gì tôi trình bày thì anh Tầm Thắng cũng như là quý khán thính giả cũng đã biết, chúng ta biết là cái việc mà một người hoạt động phải chạy trốn khỏi sự truy bức của công an thì là một điều rất là chính đáng thôi, bởi vì phải giữ được cái mạng sống của mình thì mới tiếp tục được cái con đường tranh đấu của mình. Nhưng mà bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái trở về đây ấy, thì là biết là xảy ra cái vụ của Đắk Lắk ấy, thì là mọi thứ nó rất là khó khăn đối với những cái nhà hoạt động trong nước mà muốn trốn tránh cái sự truy bức của nhà cầm quyền, mà nói trắng ra đây là muốn rời khỏi Việt Nam chẳng hạn, thì cũng rất là khó khăn. Và chúng ta thấy rằng là nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ra một cái, tức là họ đã gia tăng và hoàn thiện, phải nói là hoàn thiện rất là nhiều, mặc dù họ rất là giỏi trong cái vấn đề vô hiệu hóa những cái tiếng nói đối kháng rồi, nhưng mà càng ngày thì họ càng hoàn thiện hơn, hoàn hảo hơn và cao tay hơn trong cái vấn đề triệt hạ các cái công dân mà cất lên, những người mà không chỉ lên tiếng cho sự thật đâu, mà kể cả những người chỉ là ủng hộ sự thật thôi, thì họ cũng đã phải dùng cái từ như của họ ấy, là diệt trừ, là diệt từ trong trứng nước ra rồi. Thành ra là rất là khó cho những cái tiếng nói trung thực, những cái tiếng nói cất lên sự thật ở trong nước, phải nói là vô cùng hiểm nguy và khó khăn. Dạ vâng, trước khi trở lại buổi nói chuyện với chị Phạm Thanh Nghiên từ thành phố Houston, Texas, thì nó xin mời quý nhà theo dõi phần thông tin nước ngoài của đài truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Vâng, Đức Đăng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây Đức Đăng sẽ được trở lại với buổi nói chuyện với chị Phạm Tân Nghiên. Cái chị Nghiên lúc nãy đó chị có nhắc đến là anh Dũng Aduku, tức là Văn Dũng, đã có một người con trai hiện tại là 6 tuổi. Trong cái thời gian vừa qua thì nó có đọc được trên trang mấy cái trang Facebook cũng kêu gọi giúp đỡ cho người con trai của anh 6 tuổi. Một trong cái Facebook là của chị Trịnh Kim Tiến. Trong trường hợp này hiện tại cho người con trai của anh ấy hay không? Và nếu có giúp thì giúp bằng cách nào thưa chị Phạm Thanh Nghiên? Trước khi mà chị Kim Tiến đã đăng bài để mà bày tỏ cái sự tiếc thương với anh Dũng và cái sự thương xót, cũng như là gần như là một cái lời trần tình để mời gọi, chúng tôi không dám nói là kêu gọi, mà là mời gọi những cái bạn bè, trước tiên những người bạn bè, những người thân quen để mà giúp một tay, giúp cho cháu Minh Nhật, vì cháu năm nay sẽ bước vào lớp 1 còn quá nhỏ. Thì trước đó thì tôi cũng đã đăng một cái bài viết trên trang Facebook cá nhân của tôi, là và tôi có cũng mời gọi
những cái tấm lòng như thế, và tôi có đăng cả cái số tài khoản ngân hàng của mẹ cháu Minh Nhật lên, thì cũng có một số người giúp đỡ. Và sau đó mấy ngày sau thì Kim Tiến có làm cái việc đó. Mà chúng ta cũng phải ở đến đây thì tôi phải nhắc một chút là đối với anh em trong nước ấy, thì ngay cả những cái điều đó cũng là cái điều rất là nguy hiểm. Bởi vì trước tiên thì chúng ta phải khẳng định rằng là làm như thế không có gì sai cả, hoàn toàn đúng, thậm chí là rất là cần thiết. Nhưng mà lấy bài học từ cái chị từ chị Nguyễn Thúy Hạnh ấy, là chị mở một cái tài khoản ngân hàng để cho người ta đến viếng cụ Lê Đình Kình. Cái vụ án cụ Lê Đình Kình thì chắc là tôi không cần phải nhắc lại nữa, thì chúng ta cũng đều nhớ rồi. Nhưng mà sau đó thì khi mà được một số tiền kha khá thì An ninh Cộng sản đã khóa cái tài khoản này, và tệ hơn nữa, tức là ác hơn nữa là bắt chị Thúy Hạnh đi tù. Và đến ngày như bây giờ đấy, thì theo tôi được biết là cụ Lê Đình Kình cũng chưa được cấp cái giấy chứng tử, tức là giấy chứng nhận của nhà nhà cầm quyền ấy, rằng là cụ đã chết. Bởi vì họ đã ép là phải nói rằng cụ đi ra ngoài đồng sinh và chết ở đấy, chứ không phải là chết ở nhà. Và thực tế là cụ bị chính công an Cộng sản Việt Nam bắn chết tại nhà. Thì đấy một chút thôi. Thì quay trở lại cái việc của mời gọi giúp đỡ cháu Minh Nhật ấy, thì là tôi biết là anh em cũng đã ở trong nước cũng đã cân nhắc rất là nhiều trước khi làm cái điều này, mà vì nó hoàn toàn chỉ là một cái hành động mang tính nhân đạo, tính tương trợ, bởi vì đó là cha, là bạn bè của anh Dũng, và cũng là những người bậc cha bậc mẹ có con nhỏ và nghĩ rằng nên làm cái điều đó. Nhưng mà tôi cũng được nhận được một cái thông tin là khi mà tôi đăng cái bài mời gọi lên á, thì mẹ của cháu Minh Nhật đã bị mời lên cơ quan công an làm việc, và họ hỏi tra hỏi về cái mối quan hệ với tôi, rồi nói là tại sao Phạm Thanh Nghiên lại có cái số điện thoại để mà đăng lên nọ kia. Và họ nói rằng là, tức là họ muốn bịt miệng ấy. Họ nói rằng là không nên liên lạc với bất cứ ai trong số những người bạn của anh Dũng, là người chết thì người chết rồi. Và thậm chí họ còn nói rằng lẽ ra là chúng tôi đóng cái tài khoản này rồi, nhưng mà thôi thì cháu nó còn nhỏ nó kia. Tức là như chúng ta thấy rằng cái hành động đó là của công an Cộng sản Việt Nam, mà là một hành động vô cùng là độc ác, tàn nhẫn, bất nghĩa, nói chung nó không còn tính người. Chứ không, ở đây phải biết rõ hai cái khái niệm tính người và tình người. Ở đây là không còn tính người chứ không phải là tình người nữa. Thì thử nghĩ xem, khi mà họ làm một cái việc là ép chết, thậm chí giết, có thể ở đây nói là giết một cách trực tiếp hay gián tiếp thì cũng là giết người, giết chết bố người ta rồi, thằng bé rồi, xong bây giờ bạn bè nọ kia người ta thể hiện cái sự thương xót, người ta muốn giúp một chút đỉnh cho thằng bé nó có thêm một cái ngân khoản để nó sinh sống, nó đi học, thay làm những cái việc thay cho cha nó thôi, mà bây giờ lại còn đòi là đóng cái tài khoản đó, tức là một cái hành vi cướp. Thì tôi nghĩ rằng là cái lời bình ấy thì nên để dành cho những cái người mà xem cái video clip này chẳng hạn. Và tôi biết là cái chương trình của anh Tường Thắng với tôi với nhiều người này, có SVTN, là những cái trang mạng, những cái trang truyền thông độc lập, thì tất nhiên là có rất là nhiều những cái viên an ninh hay là những cái quan chức của cao cấp trong đảng hay là những cái nhân viên để xem, để mà tìm cách mà đối phó để chống lại nhân dân. Thì tôi nghĩ là họ cũng đang xem cái này, và cái hành động mà gặp người thân của nạn nhân để mà muốn bịt miệng người ta và đe dọa người ta, thì đây là một hành động phải nói là không 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 phải là con người nữa. Nhưng mà thôi thì chúng ta phải đối mặt cái việc đấy, bởi vì là nhà cầm quyền độc tài mà, một chế độ độc tài, thì đương nhiên họ phải hành xử như vậy thôi. Còn nếu họ không hành xử như vậy thì có lẽ là tôi với anh Tường Thắng không phải có những cái show nói chuyện hàng tuần với những chủ đề như thế này hàng tuần, đúng không ạ? Dạ vâng, thưa chị Phạm Thị Nghiên, qua cái việc mà anh Dũng Aduku ra đi như vậy đó, thì theo chị đó có phải là một cái thông điệp cho những người đấu tranh trong tương lai hay không? Dạ, tôi không hề hiểu anh ý anh Thắng muốn hỏi là thông điệp gì ạ? Ý thì nó muốn hỏi chị Phạm Thị Nghiên đó là qua cái việc ra đi của anh Dũng Aduku đó, cái việc mà anh tìm thấy xác của anh ở bờ sông, thì đó có phải là cái thông điệp nhắn nhủ cho những người hoạt động trong tương lai ở Việt Nam rằng là cái kết của họ có thể là như vậy hay không? Tôi nghĩ là không loại trừ cái khả năng đó, tại vì là thực ra thì cũng không phải bây giờ đâu anh. Trong nhiều năm, trong cái lịch sử ra đời, thành lập cũng như là hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam thì rất nhiều những cái vụ giết chóc rồi. Những vụ giết chóc lớn như là ví dụ như là
cải cách ruộng đất, hay là những cái vụ đàn áp nhắm đến nhân văn giai phẩm, hay là xét lại chống đảng vân vân. Và sau đó là còn 30 tháng 4 thì mình không quá lớn rồi mình không nói, nhưng mà đối với những cái người dân lên tiếng đấy, những người mà phản kháng đấy, thì đương nhiên họ vẫn xử như vậy thôi. Thì sau năm 75 thì rất là nhiều người bị đi tù và chắc các trại cải tạo, hoặc là họ giết ngay, hoặc là vào trong đó họ giết dần giết mòn. Và sau này thì khi mà có mạng internet rồi thì họ vẫn cứ tiếp tục làm những cái việc như vậy. Thì nếu như tôi không nhớ không nhầm đấy, thì là trong một cái chương trình với anh Tưởng Thắng tôi cũng đã nói rồi, tức là cộng sản đang dùng sử dụng lại những cái chiêu thức của những cái năm thập niên 60, thập niên 70 để đối trọng với người dân, nhất là những người bất đồng chính kiến, tức là dùng lại những cái thủ đoạn cũ, những cái tội ác cũ đến bây giờ, tức là một cách rất là trắng trợn. Trước kia thì bị tù bị bắt thì họ còn đưa một cái lệnh, nhưng bây giờ không, họ cứ khơi khơi bắt giữa đường và họ tra tấn để cho nạn nhân dẫn đến những cái chấn động về tinh thần và tâm lý. Bởi vì tôi biết có một cái cách mà họ vẫn cứ làm là bạo hành một cách rất là nặng nề, rất là kinh khủng về về tinh thần và tâm lý, làm cho nếu mà ai mà không chịu được thì sẽ dẫn đến những cái suy nghĩ và những cái hành động mà ngoài ngoài cái dự đoán của mình ra. À, ví dụ như anh Dũng thì có thể là mình suy đoán một cái, chắc là phải có một cái gì đó rất là khủng khiếp xảy ra cho nên anh mới phải dẫn đến một cái kết cục như vậy. Nhưng mà đấy là mình chỉ đoán thôi, biết đâu là có thể là một là anh ấy nhảy xuống sông thật, hai là chính họ làm thì sao, thì cái này thì mình chưa khẳng định được. Nhưng rõ ràng đây là một bi kịch, và có thể như anh Thắng vừa mới nói là một cái thông điệp gửi cho những người cầm quyền rằng là kiểu như là hàng thì sống, trống thì chết, mà theo tao thì sống, mà trống tao thì chết, cái kiểu như vậy đó. Thì tôi nghĩ rằng cái này thì anh em ở trong nước đều 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 biết, không có một cái điều gì lạ cả. Nó có cái là bất cứ một cái sự hy sinh nào cũng thể đến với bất cứ ai, bởi vì là cái con đường tự do, thì con đường dân chủ thì nó phải nói là cái giá của tự do rất là đắt, và nhất là trong cái bối cảnh này thì tôi nghĩ là họ càng gia tăng đàn áp và cái tội ác của họ lại càng càng ghê gớm, và những cái gì những cái áp lực mà đối với những cái người mà lên tiếng sự thật thì càng ngày càng lớn, càng ngày Như càng vậy nhiều và như càng vậy có hình nghĩa mũi. là cái mũi dùi đấu tranh ở trong nước bây giờ cần cần phải chuyển ra nước ngoài để bảo tồn lực lượng, đúng không? Không nào ở đây đâu. Bất cứ một cái cuộc đấu tranh giải thể độc tài nào thì nó cũng phải qua những cái giai đoạn như vậy cả. Người người Việt Nam thì có cái lợi thế là có nhiều người Việt ở hải ngoại, nhưng mà có một thực tế là lợi thế là như vậy rồi, nhưng thực tế là không phải người ở hải ngoại nào cũng quan tâm đến hiện tình đất nước, và cũng không phải người quan tâm nào cũng là người sẵn sàng yểm trợ cho cái phong trào tranh đấu ở trong nước cả. Thì ít ra là về mặt truyền thông đó, tôi trả lời về mặt truyền thông trong cái câu hỏi của anh Thắng, tôi nói về mặt truyền thông đã. Thì ở trong nước hiện nay ấy, là đã rất là khó khăn trong cái vấn đề lên tiếng rồi, cái áp lực ghê gớm lắm, nó khủng bố từ trên mạng xuống đường, cho nên là cái việc truyền thông và cái việc lên tiếng ấy, thì tôi nghĩ rằng là ở bên hải ngoại này tự do hơn, an toàn hơn, thì nên nghĩ đến cái việc mà phải gánh vác nhiều hơn nữa trong cái vấn đề mà truyền tải các cái thông tin về đàn áp nhân quyền, làm cái báo cáo nhân quyền, tức là những người truyền tải sự thật. Thì tôi nghĩ rằng là có vẻ như bây giờ ở hải ngoại là có lợi thế hơn, và có lẽ tôi dùng từ lợi thế là không đúng, nhưng mà cái trách nhiệm chắc là nặng nề hơn khi mà ở trong nước mọi thứ đang đóng kín như thế. Dạ vâng, cảm ơn chị Phạm Thanh Nghi rất nhiều đã thông tin rất là đầy đủ về cái tình hình liên quan đến anh Dũng Adekunle, một người đã ra đi, một người đấu tranh cho dân chủ và Việt Nam. Rất tiếc anh đã không còn lại trong cái với phong trào. Một lần nữa, Trần Thắng xin cảm ơn đài truyền hình, quý khán giả của đài truyền hình SBTN và cảm ơn chị Phạm Thanh Nghi. Dạ vâng, cảm ơn anh Tấn Thắng và cảm ơn quý khán giả SVTN.